Cho hàm số y bằng fx có đồ thị hàm số y bằng f phẩy x như hình. Hàm số gx nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Thầy gợi ý các bạn làm câu 50. Để kiểm tra tính đồng biến nghịch biến của hàm số thì các bạn sẽ kiểm tra dấu của đạo hàm. Nếu đạo hàm dương thì hàm đồng biến. Nếu đạo hàm âm thì hàm nghịch biến. Thầy giải bài này như sau. Đầu tiên thầy tính đạo hàm g phẩy x. Nó sẽ bằng f phẩy theo biến x của 1 trừ 2x cộng với x bình trừ x lấy đạo hàm. Tức là g phẩy x bằng f phẩy theo biến x của 1 trừ 2x cộng với 2x trừ 1. Đây là đạo hàm của hàm hợp. Đạo hàm của hàm này nó sẽ bằng 1 trừ 2x lấy đạo hàm nhân với f phẩy theo biến 1 trừ 2x của 1 trừ 2x. Và bằng trừ 2 nhân f phẩy theo biến 1 trừ 2x của 1 trừ 2x cộng với 2x trừ 1. Đề bài họ hỏi hàm gx nghịch biến trên khoảng nào. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ đặt điều kiện để hàm gx nghịch biến. Tức là g phẩy x nhỏ hơn 0. Tức là anh này nhỏ hơn 0. Và giải ra ta được f phẩy theo biến 1 trừ 2x của 1 trừ 2x sẽ lớn hơn 2x trừ 1 chia 2. Đặt t bằng 1 trừ 2x. Khi đó bất phương trình này trở thành f phẩy t lớn hơn trừ t chia 2. Bất phương trình này có nghĩa là phần đồ thị hàm số y bằng f phẩy t nằm trên phần đồ thị hàm số y bằng trừ t chia 2. Theo bài cho thì ta có đồ thị hàm số y bằng f phẩy t. Bây giờ chúng ta phải xác định đồ thị hàm số y bằng trừ t chia 2. Ta có đồ thị hàm số y bằng trừ t chia 2 là một đường thẳng đi qua góc tọa độ như ở trên hình. Nhìn vào đồ thị thì ta nhận thấy trên khoảng trừ 2 đến 0 và khoảng 4 đến dương vô cùng thì phần đồ thị hàm số y bằng f phẩy t nằm trên phần đồ thị hàm số y bằng trừ t chia 2. Do đó bất phương trình này tương đương với trừ 2 nhỏ hơn t nhỏ hơn 0 hoặc t lớn hơn 4. Thay ngược trở lại ta được trừ 2 nhỏ hơn 1 trừ 2x nhỏ hơn 0 hoặc 1 trừ 2x lớn hơn 4. Biến đổi ra ta được 1 phần 2 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3 phần 2 hoặc x nhỏ hơn trừ 3 phần 2. Bây giờ ta kiểm tra từng đáp án. Đáp án thứ nhất khoảng 1 đến 3 phần 2. Ta nhận thấy khoảng này lọt hoàn toàn vào khoảng này. Do đó hàm nghịch biến trên khoảng 1 đến 3 phần 2. Và ta chọn ngay đáp án A mà không cần kiểm tra lại các đáp án B, C, D.